Này các bạn nhìn vô cái bài tập 2, xuất ra màn hình giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất. Như vậy chỗ này người ta chỉ cần xuất thôi. Nhưng mà xuất á, thì cái giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất này nó sẽ nằm ở đâu đấy trong mảng. Cho nên mình không biết trước ha, thì mình phải dùng thêm biến để mà mình ghi nhận giá trị nào là nhỏ và giá trị nào là lớn. Thì lúc này các bạn khai báo thêm cho thầy hai cái biến minmax ở đây. Khai báo thêm lúc nãy chưa có. Và chúng ta tận dụng lại cái bài 1 của chúng ta làm luôn cho nó nhanh. Còn nếu mà các bạn viết thì các bạn viết cho thầy cái file mới cũng được. Để cho khi thầy chấm bài nó dễ là các bạn làm đủ bài. Nếu mà viết file mới thì cũng không khó đâu. Ok, bây giờ chúng ta giả sử chúng ta copy cái bài này, chúng ta dán qua một cái file mới là chúng ta đã có được cái nội dung mới rồi, đúng không nào? Như vậy tùy các bạn, khi mà các bạn làm bài cho thầy thì các bạn làm cái mới cho thầy để thầy chấm bài nó nhanh. Còn bây giờ thầy sẽ tận dụng cái bài 1 để thầy làm luôn. Chúng ta for y bằng 0, y nhỏ hơn n và y cộng cộng. Việc của chúng ta là gì? Min. À, lúc đầu chúng ta sẽ gán trước đó đã. Lúc đầu chúng ta gán trước đã. Min sẽ bằng mảng thứ 0. Min bằng max luôn. Bằng mảng thứ 0. Chúng ta gán một lần cho nó nhanh. Rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta đã lấy mảng 0 rồi thì chỗ này chúng ta không cần phải chạy từ 0 nữa. Nhanh hơn bước. Bởi vì nếu mà chúng ta so sánh với 0 nữa thì nó thừa. Mảng 0 mà so với mảng 0 nữa thì nó thừa. Chúng ta bỏ qua. Và chỗ này nếu như min mà nhỏ hơn mảng thứ y, tức là bây giờ mảng nó bắt đầu chạy từ 1 nè. Nếu min mà nhỏ hơn mảng thứ 1, min mà lớn hơn chứ, min mà lớn hơn mảng thứ 1 thì làm gì? Min bằng mảng thứ 1. Hiểu chỗ này không ta? Rồi, giả sử như y bằng 1 đi. Y bằng 1. Giả sử như thầy nhập mảng là 5, 6, 1, 4, 1, 5, 1, 8, 9. Ví dụ như thế. Thì min lúc đầu là bằng mảng 0, tức là min bằng 4. Y bằng 1 thì min nó so sánh với mảng 1, tức là so sánh với 6. 4 so sánh với 6. 4 có nhỏ hơn 6 không? À, lớn hơn 6 không? Không lớn, bỏ qua. Rồi tiếp tục. 4 nó so sánh với 2. Khi mà y bằng 2 nè. Y bằng 0, y bằng 1, y bằng 2. Y bằng 2 thì mảng của 2 là bằng 2 luôn. Như vậy, min là 4. 4 có lớn hơn 2 không? Lớn hơn. Cho nên min bằng mảng thứ y, như là mảng 2, tức là min bằng 2. Rồi sau đó y tăng lên 3. Y tăng lên 3 thì mảng y là mảng của 3 là bằng 5. Lúc này min bằng mấy? Min bằng 2. 2 có lớn hơn 5 không? Không. Bỏ qua. Và y tăng lên bằng 5. Y tăng lên bằng 5. Y bằng 5 thì a mảng 5 là bằng 1. Vậy lúc này min có lớn hơn mảng 5 không? Lớn hơn, cho nên min bằng 1. Và như vậy chúng ta so sánh tiếp là min với lại a mảng 6 và min so sánh với mảng 7, và chúng ta đã có được cái min là 1. Chỗ này chúng ta không có ít chung được nhé. Ít riêng. Nếu max mà nhỏ hơn mảng y, nếu max mà nhỏ hơn mảng y thì max bằng mảng y. Max là lớn nhất, nhưng mà nếu mà nó còn nhỏ hơn một phần tử nào đó thì gán lại.
Và lúc này chúng ta sẽ có được phần tử nhỏ nhất và phần tử lớn nhất. Phần tử nhỏ nhất. Phần trăm D xiệt T phần tử lớn nhất phần trăm D phẩy min phẩy max. Năm rồi, phần tử nhỏ nhất là 2, phần tử lớn nhất là 9. Chúng ta chưa xuống dòng. Đấy, như vậy các bạn thấy là bài toán của chúng ta rất là đơn giản đúng không nào? Có ai thắc mắc gì chỗ này không? Có ai thắc mắc không nào?